hội thảo và tư vấn trực tiếp chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 với khách mời diễn giả là ông Christian Taubi, giám đốc phát triển dự án EB-5. Chương trình định cư Mỹ diện EB-5 là chương trình nhập cư dựa trên việc làm và là chương trình định cư hiệu quả nhất để các nhà đầu tư nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới sở hữu được thẻ xanh Mỹ và sinh sống tại Mỹ. Điểm mạnh của chương trình xét duyệt với tỷ lệ thành công gần như 100%, không yêu cầu trình độ học vấn, kinh nghiệm quản lý hay phải có công ty tại Việt Nam khi tham gia chương trình. Thời gian xét duyệt hồ sơ từ 36 đến 48 tháng kể từ ngày nộp đơn. Buổi hội thảo sẽ được diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2023 tại Sheraton Sài Gòn Hotel. Gọi ngay định cư uy tín Victory để đặt chỗ ngay hôm nay qua hotline 0907 20 8879.